Hôm nay á mình sẽ nói về những chứng bệnh thông thường mà có những cách mình trị bệnh rất là đơn giản mà không cần phải dùng thuốc. Chẳng hạn như Manuka Honey, mình để mấy cái chai ở trước đây cho mấy bạn xem nè. Mình á thì từ nhỏ tới lớn có chứng bệnh là hen suyễn. Mỗi lần mà bệnh thì kéo dài cho tới ít nhất là 1 tháng mấy cho tới 2 tháng mới hết. Nào là ho nè, ho xong rồi dẫn qua cái vấn đề bị dị ứng. Mình thì không có dị ứng về giống như phấn hoa hay những cái thứ khác, nhưng mà đặc biệt đó là mình bị dị ứng về thời tiết. Chẳng hạn như thời tiết nóng chuyển sang mưa hay chuyển sang lạnh làm cho cơ thể của mình nó thay đổi theo. Mình sẽ cảm thấy rất là khó chịu, giống như là nghẹt mũi nè, chảy mũi nè. Bởi vậy cái chứng ha dị ứng đó, nó đi theo mình suốt cuộc đời luôn. Nhưng mà nếu mà sống ở bên Cali á, khí hậu mà ôn hòa mát mẻ quanh năm á, thì mình lại không không bị dị ứng. Nhưng mà đặc biệt cái chỗ mà mình tới sống ở đây á, thì mưa gió nắng lạnh suốt ngày, bởi vậy á, cơ thể mình nó rất là khó chịu. Mà mình nó cũng bệnh cũng 1 tháng rồi, mình ho rất là nhiều. Mình ho phải nói là mỗi lần mình ho mà chồng con mình đều sợ hết trơn hết á. Bởi vậy hôm bữa tình cờ ông xã mình coi cái clip của cô dì dạy nấu ăn, cổ mới nói là cổ bị ho rồi ha, cổ chỉ sử dụng mật ong này thì trong vòng 2 3 ngày thì tình trạng của cổ giảm rất nhiều và hết. Mình thì không có tin đâu, tại vì mình nói làm gì mà thần tiên dữ vậy, trong khi mình đã sử dụng thuốc ho mà phải nói là thuộc loại mạnh nhất, mà thuốc allergy cũng vậy mà ha, mình vẫn ho, mình vẫn chảy mũi, kèm nó chỉ có giới hạn nào thôi. Nhưng mà mình cũng thử cái tật mình á, là há ai dạy gì á, thì mình cũng tiếp thu dữ lắm. Mình cũng nghe vậy thì mình cũng thử chứ, mình chưa có xài thì mình đâu có thể nào mà đánh giá người ta nói đúng hay sai. Bởi vậy á, mình mới đi đi kiếm mua thử. Thì á, những cái hũ mật ong này á thì trong Walmart cũng có bán, trên online cũng có bán rồi. Cái mình mua trong TJ Maxx hay là Homewood thì những cái chỗ đó thì nó bán rẻ hơn. Chẳng hạn như một hũ mật ong này nè thì mình mua mắc, thì cái hũ mà mình mua trong TJ Maxx mình rẻ, có thể rẻ hơn nửa giá đúng không? Nhưng mà có đôi lúc nó có đôi lúc nó không. Thì sau khi mình sử dụng được 3 ngày thì tình trạng ho của mình phải nói là bớt được 90%, phải nói là một điều rất là kỳ diệu. Nên mình muốn share với mọi người, những ai có những cái chứng bệnh giống như mình có thể giúp đỡ được họ. Nói về cái loại honey này, Manuka honey này, đặc biệt á là nó chỉ có ở Tân Tây Lan hay là bên Úc thôi. Còn những cái nước khác thì mình không biết, nhưng mà mình biết cái nguồn gốc chính của nó thì ở bên Tân Tây Lan với lại bên Úc. Đặc biệt những cái vùng đó họ trồng cái cây Manuka này rất là nhiều. Rồi cái những con ong á, khi mùa đông á, họ nhốt trong cái hộp, họ cất nó vô cái kho tại vì sợ mùa đông nó chết á. Rồi tới khi mà bắt đầu mùa xuân á, họ sẽ thí dụ bông chỗ nào mọc á, họ sẽ đem những cái thùng con ong đó họ tới chỗ đó họ thả nó ra, thì nó hút
cái nhị hoa của cái cây này. Thì trong mật ong á, thì nó có những cái phấn của cây mandu cà này. Bên thường thường á, bên Tân Ta Lan họ có rất là nhiều hãng mật ong, không mỗi mà mỗi hãng á, họ có cái giống như là có cái tiêu chuẩn, giống như là họ họ giống như họ giống như là tiêu chuẩn, giống như đo lường của họ, thì họ có những cái standard tượng trưng cho họ. Thì nhưng mà hai cái hãng mà người tiêu dùng người ta tin tưởng nhất là cái mức đo là MGO với lại UMF. Thì hai cái đó đó, thì khi mấy bạn đi mua mật ong thì đặc biệt là mua hai cái đó, còn những cái loại khác thì người ta nói cũng không có tin tưởng mấy, cũng là Manuka nhưng mà nhiều khi nó được pha chế hay là cái chất lượng nó không có tốt, giống như nó có nhiều hiệu lắm, giống như là Active Manuka Honey hay là những cái hiệu khác, hay là anh nè mình cũng cái hũ này nè, mình mua ở Walmart, nó gọi là nè K factor nè 16, có nghĩa là trong cái hũ này á nó có 75% phấn hoa ở trong đó, nhưng mà người ta nói người ta cũng không có thích cái này, người ta cũng không có thích cái này. Nếu mà K factor 22 á thì nó sẽ có 100% phấn hoa trong đó. Nói về sử dụng cái mật ong mà Manuka này á, nó có rất là nhiều loại, mấy bạn phải biết cách sử dụng, giống như là mình không biết sử dụng sao cho đúng, thấp quá thì là cái đó là chỉ là để uống cho thông thường thôi, còn mình thí dụ mà mình uống hàng ngày duy trì cho sức khỏe của mình thì mình phải xài cái lượng trung bình, còn mà mình uống cao quá thì cũng không được, tại vì cao quá là do những người ta bệnh nan y hay là những cái bệnh gì nặng người ta xài á, thì người ta xài trong vòng chỉ có người ta xài trong vòng chỉ có vài tuần rồi xong người ta ngưng, rồi xong sau đó người ta muốn xài tiếp thì ta xài tiếp. Còn cái mình á, mình dùng cái này á để mình uống hàng ngày cho sức khỏe, thì mình mua cái mức trung bình, thì theo theo sự tìm hiểu của mình á thì mình thấy các bạn nên mua từ, nếu mà mua mua MGO á thì khoảng từ 100 cho tới 250, từ 100 cộng cho tới 250 là được rồi, đủ rồi, đừng hơn cái mức đó nữa. Cái mức này của mình là nó cũng hơi cao nè, MGO của mình là tới 263 lần, nhưng mà tại mình không kiếm ra cái hũ kia nên mình xài đỡ cái hũ này. Thì cái hũ này của mình nó là từ Úc nè, cái này là từ Úc nè, này cũng là từ Úc nè, cái này là Tân Tây Lan nè, cái hũ này nè từ Tân Tây Lan nè. Thì còn cái này, còn nếu mà mình xài mà mình mua cái cái gì quên rồi, nó nhiều cái ký hiệu quá mình quên rồi, để mình nhớ rồi chút mình nhắc lại. Nhưng mà đừng có bao giờ mua MGO tơi đi hết, tại vì cái đó là cái mức thấp nhất của cái mật ong mà Manuka Honey này. Bởi vì đừng mua, nếu mà mình uống mua mà duy trì sức khỏe mà cho mình á, thì mình mua từ 100 cho tới 250. Còn còn mình còn một cái hiệu nữa với cái số đo như vậy nè, là nó là UMF, thì mình mua từ 10 cộng cho tới 15 thôi, đừng các bạn đừng xài cao quá cũng không tốt. Thì thì hai cái đó là mình khuyên các bạn nên xài những cái đó thì tốt,
Còn những cái khác thì mình không tin tưởng mấy, mà theo sự tìm hiểu của mình đó, thì người ta cũng không thích lắm. Honey Manuka nè, nó rất là tốt hơn mật ong thường rất là nhiều. Nó thì chị về giống như là về ha dị ứng nè, viêm xoang nè, hay là nó trị về viêm cổ họng nè, rồi nhất là phụ nữ của mình hay cái chứng bệnh là đau bao tử, rồi những bác lớn tuổi giống như bị về giống như là tối mình ngủ những cái chất axit trong cái bao tử mình hay tràn lên cái cổ họng. Bởi vậy mà Luca Honey nó cũng giúp đỡ cho cái đó, trị về bao tử, với nó duy trì cái những cái chất axit trong cái bao tử của mình, rồi nó giúp cho ngủ ngon nè, rồi nó trị bệnh nè, sâu răng nè, viêm nướu răng nè, nhất là các bạn gái giống như là mấy con mình nó hay trưởng thành hay là gì thì hay bị những cái chứng mụn cá hay mụn gì á, thì mình thoa cái mật ong mà Manuka này lên mặt, mình để một hồi cái xong mình đi rửa mặt lại bình thường thì nó trị rất là tốt. Nó cũng trị về da giống như là mình bị bỏng nè, vết thương bị lở loét nè, rồi nó giúp cho mình rất là ngủ ngon và làn da của mình được đẹp, rồi tóc nữa, rồi nó tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể của mình. Nên nói chung là nó rất là giúp đỡ cho đường ruột phụ nữ mình á, phải nói là không biết nói sao cho mình á, thì bị những cái đó như là đường ruột mình không có tốt, mình không có khỏe thì mình xài cái này thì sao, thật sự ra phải nói là sao mà khi mình xài 3 ngày á, phải nói là trong cơ thể mình á, thường ngày mà trời bắt đầu mưa là khó chịu lắm, hôm nay cũng bắt đầu trời mưa đó, mà trong người mình không có khó chịu, mà cái bệnh ho của mình á, nãy giờ mình nói chuyện với các bạn nhiều lắm mà cũng chưa ho nữa, mỗi lần mình ho là khủng khiếp lắm, ho mà phải nói là rất là dữ tợn. Bởi vậy á, mình thấy cái sự hiệu quả của cái honey này á, nên mình muốn giới thiệu tới các bạn để các bạn sử dụng. Mật ong này á, nếu mà mình mua ở Walmart á, này mình mua cái hũ này có 8 ao 8 nè, à, nó bán tới 21 đồng 99 sen. Còn cái hũ này á, đúng không? Thì cũng 22 đồng. Cũng 8.8 ao, nhưng mà mình mua trong Homegoods á, nó bán mình chỉ có 12 đồng 99 thôi, tại vì nó on sale. Bởi vì thường thường trong đó thường thường đồ nó on sale, mình tưởng nó on sale nó không tốt, nhưng thực sự nó cũng giống như những mật ong thường. Còn cái chai bự này nè là trị giá của nó là 50 đồng, nó 35.2 ao, nó bự gần gấp 4 lần cái chai này, 4 lần chai này. Mà cái mật ong này đặc biệt nha mấy bạn, nó không phải giống như mật ong thường, nó càng thí dụ cái số nó càng cao á, thì cái độ dày á, nó càng nhiều, nó không phải là lỏng như cái mật ong thường của mình, nên nhiều khi mình tưởng nó hư cái gì, không phải là tại nó đặc, đậm đặc quá, mình nhiều khi mình múc mình ăn không, nó giống như là tự tự như kẹo bạch nha vậy đó. Để mình há mở cho bạn xem thử nè, các bạn thấy không, nó đặc lắm nè. Để mình múc lên cho mấy bạn coi thử nè, nó như vậy đó. Mình á thì không dám ăn không, ăn không á cái họ cũng ghiền lắm, ngọt múc không biết ăn hết bao nhiêu, mà ăn thì nó hơi ngọt quá. Thường thường á mình pha thì mình lấy một cái ly 8 ao, mình đựng nước trong đó, rồi mình hâm khoảng 45 second, mình hâm 45 second xong rồi mình lấy ra. Mấy bạn đừng có hâm nóng quá, mình hâm vừa vừa thôi, 45 second rồi xong rồi mình cắt hai lát chanh, mình dắt vô
Rồi xong rồi mình múc chừng khoảng một muỗng hay là một muỗng rưỡi cà phê mật ong này, cái mình bỏ vô pha mình uống, sáng mình uống một lần, tối mình uống một lần. Mấy bạn thử đi, mình thấy cái mật ong này nó quá hay. Nhưng tuy là nó mắc tiền thiệt, nó mắc hơn mật ong thường, nhưng mà nó giúp cho sức khỏe của mình rất là nhiều, nhất là những người bị ho. Mình công nhận thiệt, chưa bao giờ mà mình thấy mà mình ho nhiều như vậy, mà mình hết ho rồi đó, nhưng mà há mình phải nói là cái phổi của mình yếu, mà mỗi lần trời tối sụp xuống á là bắt đầu ha mình phải bận cáo lạnh vô, mà mình không bận á là cái phổi mình lạnh á là mình ho. Bởi vậy á mình xài cái này nè, mình thấy ha, mấy bữa nay người mình khỏe lắm. Nhiều khi mình nói chứ nó giống như là thuốc tiên vậy, nhưng mà mình thấy tức cười quá à. Bởi vậy có những thứ đơn giản thông thường mà tại mình trị bệnh rất là thông thường, mà tại vì mình không biết thôi. Chứ nó thật sự ra mình mà uống thuốc á, mỗi lần mình uống thuốc mình đi ra đường á, mình chóng mặt, mình buồn ngủ, mình mệt mỏi lắm, mình không có muốn như vậy. Bởi vậy ha, mình đi với lại những người các bạn, giống như các bạn đi làm công sở mà mình, thí dụ mình bệnh đi, mình uống thuốc ho nhiều quá, mình đâu có thể nào mà mình tập trung mà mình làm việc được. Bởi vậy cái này giúp cho mình đề kháng cái sức khỏe của mình cho tốt, nó chống lại những cái bệnh dị ứng. Bây giờ các bạn hãy thử đi. Mình cũng rất là vui khi giới thiệu cái sản phẩm này tới cho các bạn. Thôi, hẹn các bạn kỳ sau nha. Bye bye.